Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành. Kỳ họp được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những dấu ấn mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Báo chí quốc tế nhận định làn sóng đầu tư nước ngoài lần thứ tư vào Việt Nam có thể đang hình thành sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước. Nhiều thay đổi tích cực tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nhờ sự đồng thuận cùng xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước thực trạng tiếp cận vốn tín dụng vẫn còn khó khăn, tăng trưởng tín dụng rất thấp. Ngày 21 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì bám sát diễn biến thị trường để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đáp ứng cao nhất có thể nhu cầu vốn của nền kinh tế nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu đã đề ra, hướng tín dụng vào sản xuất, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, nhất là đầu tư tiêu dùng, xuất khẩu, đồng thời kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì tiếp tục thực hiện tích cực, hiệu quả tăng thu, giảm chi, các giải pháp về miễn giảm, gia hạn thuế, phí lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp chống thất thu và trốn thuế, nhất là từ thương mại điện tử, thu dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh tế ban đêm. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 10. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc nhiều, tiếp tục phá kỷ lục của những kỳ họp trước đây về số lượng luật, nghị quyết được xem xét và thông qua. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã hoàn thành. Đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước kỳ vọng kỳ họp sẽ tiếp tục tạo ra những dấu ấn mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp rà soát, xem xét lại lần cuối 16 nhóm nội dung quan trọng để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ thông qua 9 dự án luật và xem xét cho ý kiến vào 8 dự thảo luật khác. Kỳ họp thứ 6 này thì sẽ là một cái kỳ rất nặng cả về nội dung hành pháp, lập pháp, cả về nội dung giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng. Tôi cho rằng cái hoạt động Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 này sẽ gắn liền với trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trong việc cho ý kiến của mình vào các cái dự án luật. Tại kỳ họp thứ 6, các đại biểu cũng sẽ cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác trên cơ sở báo cáo của Chính phủ cùng với công tác lập pháp là công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chúng tôi cũng quan tâm đấy là các cái hoạt động của Quốc hội để đánh giá quá trình nửa nhiệm kỳ chúng ta thực hiện các cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Các cử tri cũng sẽ rất là dành nhiều sự quan tâm về cái kết quả giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bởi vì là đây là những cái chương trình mục tiêu mà để có cái động lực thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu vùng xa. Giám sát tối cao và bàn những vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có bàn về kinh tế xã hội. Tôi đánh giá thì nói chứ cái khó khăn kinh tế xã hội là tới năm 2024 nó vẫn còn chứ không phải là không. Tuy nhiên là đã thấy nó có nhiều cái điểm mở sáng thì chúng ta sẽ sở dần bước để làm sao tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế xã hội Việt Nam chúng ta phát triển, đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho người dân, phục hồi của các doanh nghiệp. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 dự kiến diễn ra trong 22 ngày, khai mạc vào ngày 23 tháng 10 và bế mạc vào ngày 29 tháng 11, tiến hành theo hai đợt.
trong số 9 dự án luật dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, có những quy định sửa đổi bổ sung tại một số luật được nhiều người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để kiều bào có thể tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước. Chúng tôi đã ghi nhận một số ý kiến của người Việt Nam ở nước ngoài về kỳ họp lần này. Tôi cũng rất vui là thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thì các cái luật của chúng ta liên tục được bổ sung, sửa đổi để nó hợp với cái tình hình thực tế. Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15 sẽ thông qua 9 cái dự thảo về luật, mà trong đó luật đất đai nhà ở cũng như là luật căn cước công dân, thì tôi nghĩ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài rất là hoan nghênh và rất mong muốn là có cái sửa đổi luật như vậy để cho cái sự gắn bó của người Việt Nam định cư ở nước ngoài với trong nước ngày càng gần gũi hơn. Tôi tin rằng là cái thị trường ngầm, thị trường không chính thức mà người Việt Nam định cư nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại là rất lớn, đồng thời cũng làm thất thoát cái nguồn thu của nhà nước. Và những cái quy định của luật mà sắp ban hành như này nó sẽ giải quyết được phần nào những cái bất cập kể trên. Dự thảo luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã đáp ứng được nhiều tâm tư, nguyện vọng của các kiều bào, trong đó có kiều bào Pháp về một số vấn đề sau. Các dự thảo sửa đổi khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước xây dựng cơ chế quản lý về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản minh bạch và kỷ cương. Thứ hai, đã đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chỉnh lý theo hướng quy định rõ hơn về phạm vi, quyền, nghĩa vụ của kiều bào về sở hữu đất, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Đồng thời, các quy định về mua, cho thuê, nhận thừa kế, nhận tặng cho, nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất cũng đã được hoàn thiện. Kiều bào là không phụ thuộc là sinh sống ở nước ngoài, nhưng cũng được cấp cái căn cước công dân như những công dân Việt Nam, có thể làm được những cái thủ tục ở trong nước thuận lợi như những người ở trong nước. Điều này không chỉ đáp ứng những nhu cầu về quyền lợi kiều bào mà còn minh chứng cái chính sách của Đảng, Nhà nước và Quốc hội là cái khối kiều bào, những người Việt Nam nước ngoài hoàn toàn bình đẳng với các công dân ở Việt Nam trong nước. Dự án luật căn cước công dân sửa đổi là một dự án luật khá là đáng chú ý. Đó là trong cái dự án luật lần này thì sẽ bổ sung cái việc là cung cấp cái giấy chứng nhận căn cước cho đối tượng người đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch, thì những người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài và bây giờ đã quay trở về nước và thực tế là không có quốc tịch Việt Nam thì qua đây cũng nhận được cái chứng nhận căn cước công dân, thì sẽ tạo thuận lợi rất nhiều trong sinh hoạt, trong cuộc sống cũng như là việc giải quyết các vấn đề về giấy tờ của người dân. Thì tôi rất là mong chờ cái dự án luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp sắp tới. Có hai điểm mà mình cảm thấy rất tâm đắc. Thứ nhất đó chính là những quy định mới trong việc chuyển đổi số các thủ tục hành chính của luật đất đai. Và thứ hai đó chính là những quy định liên quan đến việc cấp căn cước công dân cho người gốc Việt hiện đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định rõ quốc tịch. Đây sẽ là hai điểm rất mới mang tính chất thời đại và có tác động rất tích cực và tạo điều kiện rất thuận lợi cho người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. Trong phần Việt Nam qua góc nhìn quốc tế, báo chí quốc tế nhận định làn sóng đầu tư nước ngoài lần thứ tư vào Việt Nam có thể đang hình thành sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước. Việt Nam đang thu hút nhiều dự án cảng biển trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Liệu Việt Nam đã sẵn sàng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của toàn cầu? Đó là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần Việt Nam qua góc nhìn quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Thục Linh. Xin mời chị. Xin cảm ơn biên tập viên Tú Anh. Xin kính chào quý vị khán giả. Trong bối cảnh bất ổn trên toàn cầu, kinh tế thế giới vẫn đang ở trạng thái ảm đạm, thì các quốc gia thuộc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, được dự báo sẽ tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng gần 5%. Đây chính là nhận định nổi bật trong một số báo cáo được các tổ chức kinh tế lớn như là World Bank, IMF hay là Savos Việt Nam nhận định trong tuần qua. Tuy vậy, những nỗ lực tiếp tục thực hiện đầu tư công, cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế xanh là những khuyến nghị được các tổ chức quốc tế đưa ra để kích thích nền kinh tế Việt Nam lấy lại đà tăng trưởng ấn tượng.
Trong báo cáo triển vọng kinh tế châu Á-Thái Bình Dương công bố ngày 18 tháng 10 tại Singapore, các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã duy trì dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 4,7% vào năm 2023 và lần lượt ở mức 5,8% và 6,9% vào năm 2024 và 2025 về trung hạn. IMF nhận định có nhiều dấu hiệu về sự phục hồi của Việt Nam trong quý 4 năm 2023, dù rất khó để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm đã đề ra. Còn trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 9 năm 2023 công bố giữa tuần qua, Ngân hàng Thế giới đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc, đạt mức tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ trong quý 3 2023. Nhưng tiêu dùng trong nước yếu, tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng trưởng chậm, cần cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư vào nguồn nhân lực, đặc biệt là công nghệ cao sẽ giúp Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao và tăng năng suất dài hạn. Chúng ta có thể thấy là ngành sản xuất công nghiệp đang dần có sự tăng trưởng trở lại trong quý vừa qua. Giữ được đà tăng trưởng này thì ở quý cuối cùng của năm 2023, đà tăng trưởng chung của kinh tế sẽ rất khả quan. Trong tương lai, tôi cho rằng Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và các công trình giao thông kết nối, cùng với đó là tận dụng các hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam đang có. Còn tại báo cáo về công nghiệp Việt Nam năm 2023, chuyên gia của công ty quản lý bất động sản Savills Việt Nam cho rằng sự gia tăng trong chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, sản xuất và sản xuất công nghiệp cho thấy nhiều hứa hẹn, đồng thời các yêu cầu và số lượt khảo sát địa điểm ngày càng tăng từ các khách thuê sản xuất, hậu cần và thương mại điện tử đa quốc gia là những dấu hiệu cho thấy kinh tế đang ấm dần. Chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng đáng kể từ tháng 1 đến nay. Số lượng các khu công nghiệp trên cả nước, ở cả miền Bắc và miền Nam vẫn đang tăng. Cùng với đó, để đạt được các mục tiêu tăng trưởng đề ra, đầu tiên là mục tiêu đạt net zero vào năm 2050, Việt Nam cần xem xét nghiêm túc đầu tư vào các khu công nghiệp xanh hóa. Điều thứ hai là nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động, nhất là khi tự động hóa đang là một chủ đề nóng trên thế giới. Trang The Star vừa có bài viết nhận định, trong 9 tháng vừa qua, thu nhập bình quân tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, báo cáo của chính phủ nêu rõ, Việt Nam đã vượt qua các thách thức liên quan đến đại dịch để đạt được kết quả đáng kể. Đáng chú ý là dự kiến tiếp tục chính sách giảm thuế VAT trong tuần qua giúp kích cầu tiêu dùng và các doanh nghiệp có thể bán được sản phẩm nhiều hơn. Một điểm đáng đề cập là các chính sách đưa ra để cân bằng với các đối tác. Chúng ta có thể thấy Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt với Trung Quốc, nhưng cũng tương tự với Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc. Việc đa dạng hóa không chỉ sản xuất mà còn là các đối tác thương mại là điều nên làm ở thời điểm này. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục được coi là một trong những điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế Việt Nam. Cụ thể, vốn FDI giải ngân 9 tháng tăng 2,2% so với cùng kỳ, đạt xấp xỉ 16 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 2017-2023. Không những vậy, tuần qua nhiều báo chí quốc tế còn nhận định có thể làn sóng FDI thứ tư sẽ đổ bộ vào Việt Nam, đặc biệt chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam vào hồi tháng trước được coi như một dấu hiệu bật đèn xanh để các công ty Mỹ đầu tư vào Việt Nam. Với tiêu đề Việt Nam đón làn sóng đầu tư nước ngoài mới, tờ The Star của Malaysia đã kể ra các yếu tố dẫn đến khả năng hình thành một làn sóng đầu tư nước ngoài mới vào Việt Nam. Đó là Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao và cuối cùng là mối quan hệ luôn được củng cố với các nền kinh tế lớn. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden tạo ra làn sóng đầu tư mới. Tờ Nikkei Asia của Nhật Bản cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng trước nhằm tăng cường ngoại giao song phương có khả năng mở ra một kỷ nguyên mới về mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam-Mỹ. Do đó, làn sóng đầu tư nước ngoài lần thứ tư vào Việt Nam có thể đang hình thành, mở màn bằng một số ký kết trong thời gian ông Biden thăm Việt Nam. Bài viết thông tin, trong lịch sử, Việt Nam từng chứng kiến 3 đợt bùng nổ lớn về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào những năm 1997, từ năm 2000 đến năm 2008, giữa những năm 2010. Và chuyến thăm của Tổng thống Biden có thể sẽ kích thích một làn sóng đầu tư lần thứ tư. Có thể nói việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Biden đến Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua là một dấu mốc lịch sử và cực kỳ quan trọng. Hàng loạt những cuộc thảo luận về hợp tác kinh tế đã được đưa ra, sự kiện mở ra một cánh cửa khuyến khích hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ mới nổi.
các doanh nghiệp của Mỹ rất là hồ hởi muốn tìm cách hợp tác thêm với Việt Nam. Đối với tập đoàn Boeing của chúng tôi, Việt Nam là một thị trường chiến lược, không những về ngành hàng không, về khách hàng, mà về các công ty để hỗ trợ trong chuỗi cung ứng cho tập đoàn của Boeing. Chúng tôi có kỳ vọng cao về các tiềm năng của các công ty ở Việt Nam. Nikkei Asia đánh giá rằng Việt Nam đang mong muốn chuyển hướng từ các ngành sử dụng nhiều lao động truyền thống như sản xuất hàng may mặc và lắp ráp điện tử sang các ngành công nghệ cao. Việc hợp tác với các công ty công nghệ của Mỹ, đặc biệt là những công ty chiếm ưu thế trong lĩnh vực bán dẫn và AI, sẽ rất quan trọng cho việc chuyển đổi cơ cấu công nghiệp của đất nước. Đối với công nghệ cao ấy, thì một cái rất là quan trọng đó là cái nguồn nhân lực phải được đào tạo với những cái kỹ năng phải nói là cao cấp nhất hiện nay mà các cái công ty như là công ty của Mỹ, như là công ty Synopsys họ cần. Chúng ta phải sử dụng được những cái công cụ mới nhất, khai thác nó để làm sao đấy làm ra những cái sản phẩm công nghệ rất là cao. Đề cập đến dòng vốn đầu tư chất lượng vào Việt Nam thời gian gần đây, báo cáo tiêu điểm của ngành công nghiệp Việt Nam năm 2023 do Savills vừa công bố nhận định cải thiện lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các ngành công nghiệp hỗ trợ là cách để Việt Nam đón nhận và hấp thụ những khoản đầu tư có giá trị gia tăng cao. Sau dịch COVID-19, một làn sóng đầu tư mới đang tìm đến Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà đầu tư này cũng có yêu cầu cao hơn đối với Việt Nam. Nhiều công ty trong số này đã quen với các hệ thống nơi mọi thứ đã được số hóa, tự động hóa, và đây là ưu tiên số một đối với họ. Tôi nghĩ điều này đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn trong cách tiếp cận của mình để đáp ứng nhu cầu của công ty về cải cách hành chính. Với tiêu đề Phát triển năng lượng tái tạo, trọng tâm lớn của Việt Nam, bài phân tích của công ty tư vấn quản trị toàn cầu McKinsey & Company nhận định khả năng đáp ứng nhu cầu về năng lượng sạch sẽ là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Người tiêu dùng ở nhiều nước, họ đang yêu cầu sản phẩm bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo. Và khi xanh hóa được toàn bộ chuỗi cung ứng và sản xuất, thì chúng tôi cũng có thể xuất khẩu nhiều hơn. Và điều đó cuối cùng sẽ giúp mang lại nhiều khoản đầu tư hơn vào Việt Nam. Đây là một giải pháp đôi bên cùng có lợi. Là điểm đến và là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư và các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới, Việt Nam được xem là có nhiều tiềm năng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của toàn cầu trong thời gian tới, đặc biệt là dịch vụ vận chuyển hàng hóa container xuyên đại dương trực tiếp đi các châu lục. Hệ thống cảng biển Việt Nam đang đứng trước cơ hội được đầu tư rầm rộ khi nhiều tập đoàn hàng hải hàng đầu thế giới muốn bắt tay với doanh nghiệp nội làm những dự án siêu cảng tỷ đô. Tuần qua, báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về sự quan tâm đầu tư của các hãng tàu lớn vào Việt Nam. Hãng tin CNBC cho hay, MSC, tập đoàn tàu vận tải lớn nhất thế giới đang tích cực đầu tư xây dựng bến cảng tại các cảng biển ở Việt Nam. Bài viết dẫn lời của Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết, năm ngoái, MSC đã đề xuất đầu tư chuyển khu vực cảng biển từ Singapore là cảng trung chuyển quốc tế sang Việt Nam, mong muốn lựa chọn vị trí Cần Giờ thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với mức đầu tư rất lớn. Dự án cảng Cần Giờ sẽ được thực hiện qua 7 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào năm 2024 và cảng sẽ đi vào hoạt động đầy đủ trong năm 2040. Mới đây, sau chuyến công du thành công của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam, Nhà Trắng đã phát đi thông cáo công bố sự kiện thỏa thuận hợp tác giữa công ty điều hành cảng SSA Marine của Mỹ với Jemadev Việt Nam về phát triển các cảng biển chiến lược tại khu vực miền Nam Việt Nam, bao gồm trung tâm logistics Cái Mép Hạ, trị giá 6,7 tỷ đô la Mỹ. Ở miền Trung, tập đoàn Adani Ấn Độ tiết lộ dự kiến chọn khu vực cảng biển tại Liên Chiểu, Đà Nẵng là điểm dừng chân đầu tiên trong kế hoạch đầu tư khoảng 3 tỷ đô la Mỹ cho việc hợp tác đầu tư tại các cảng biển, cảng thủy nội địa của Việt Nam. Khi mà một cái nhà đầu tư họ đặt cái giá trị đầu tư là vài tỷ đô đó, thì người ta không chỉ nhìn thấy tiềm năng không, mà là người ta nhìn thấy một cái vị thế nhất định. Tất cả các hãng tàu lớn á, nếu mà mình tính các cái hãng tàu mà giúp cho cái lượng hàng hóa dịch chuyển trên toàn cầu á, đều có mặt ở Việt Nam. Việt Nam lại nằm ở một cái vị thế vàng, có cái cảng nước sâu và đã có hệ thống cái cảng nước sâu, đặc biệt là nằm ở khu vực phía Nam, là đáp ứng cho các cái hãng tàu lớn và các cái siêu tàu. Việt Nam nằm ở ngay cái huyết mạch cực kỳ quan trọng từ cái Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương á.
Tờ Financial Times cho biết các tập đoàn vận tải và hậu cần lớn nhất thế giới đang trong cuộc chạy đua ngày càng quyết liệt nhằm tìm mua các cơ sở kho vận tại châu Á, từ đó giúp khách hàng của họ mở rộng chuỗi cung ứng ra bên ngoài Trung Quốc. Bài viết nhận định, cơ sở vật chất hỗ trợ chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp và đang phát triển ở các nước như Việt Nam, Ấn Độ và Malaysia. Để trở thành một trung tâm trung chuyển ở Đông Nam Á, tờ Business Times dẫn ý kiến của các nhà phân tích cho rằng Việt Nam cần hợp tác nhiều hơn với các nhà đầu tư nước ngoài để thu hẹp khoảng cách về cơ sở hạ tầng. Việt Nam cần phát triển hạ tầng đa phương thức, kết nối giữa cảng biển và các khu công nghiệp. Ví dụ như ở phía Nam có cảng Cái Mép được dự kiến tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng đường sắt kết nối cảng Cái Mép với khu công nghiệp tại Bình Dương hoặc Đồng Nai sẽ được phát triển. Ngoài ra, thủ tục hải quan cũng cần được cải thiện để hàng hóa có thể dễ dàng di chuyển giữa các cảng biển trong khu vực để phòng trường hợp một cảng bị quá tải. Để mà mình phục vụ nó nhanh và mọi thứ nó tất cả nó phải được số hóa, phải áp dụng được cái gọi là technology trong cái việc mà vận hành và mình tính toán tất cả các cái mạng lưới, thì ở đó thì Việt Nam của mình hiện nay là mình cũng trên con đường thôi, chứ mình chưa thật sự là mình hoàn toàn mình chuyển đổi qua số hóa. Cái việc tiếp theo nữa là cái quy hoạch đô thị và cái quy hoạch nó kết nối tới những cái siêu cảng phải được suy nghĩ rất là xuyên suốt. Nó không chỉ đơn giản là logistics không đâu, mà trong đó nó sẽ liên quan tới một cái mạng lưới tích hợp của các cái dịch vụ khác để phục vụ cho những cái nhà đầu tư mà họ chọn mình làm một cái hấp trung chuyển. Vâng, không chỉ trong lĩnh vực cảng biển mà số hóa đã trở thành đòi hỏi tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi ngành kinh tế của Việt Nam. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, phát biểu tại chương trình chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia số vào năm 2030. Các chuyên gia quốc tế cũng có những nhận định về thuận lợi và khó khăn để Việt Nam hoàn thành được mục tiêu này. Báo chí quốc tế tiếp tục quan tâm tới quá trình chuyển đổi số của kinh tế Việt Nam. Tờ The Star có bài viết với tiêu đề Du lịch Việt Nam lấy chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng. Trang tin tức CNBC của Mỹ thì nhận định nỗ lực số hóa của Việt Nam thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. Trang LinkedIn có bài Sự đi lên của kinh tế số Việt Nam nhìn vào tăng trưởng và thành công. Các báo đã dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính với nội dung Chính phủ Việt Nam xác định mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Do việc chuyển đổi số chỉ vừa mới được thực hiện trong những năm gần đây ở Việt Nam, vì vậy doanh nghiệp công nghệ số cần sự hỗ trợ của chính phủ để có đủ nội lực cạnh tranh bình đẳng với các nước trong khu vực, cũng như nhanh chóng cập nhật xu hướng thế giới. Tờ Fiber to Fashion đưa tin, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Việt Nam khởi động sáng kiến 3,25 triệu đô la Mỹ nhằm thúc đẩy thương mại số. Còn theo trang The Business Times, EOB FinLab hỗ trợ 5.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tăng tốc chuyển đổi số. Công nghệ là cốt lõi của việc chuyển đổi số. Số hóa dẫn đến các nhu cầu điển hình về dịch vụ đám mây hay trí tuệ nhân tạo. Nhưng hầu hết các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả năng nghiên cứu, đầu tư cho các công nghệ mới còn hạn chế, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho các công ty nước ngoài. Trong bài phân tích của trang Vietnam Briefing, tác giả nhận định thách thức của chuyển đổi số ở Việt Nam nằm ở khung pháp lý và lực lượng lao động có kỹ năng. Trang LinkedIn cho biết thêm những thách thức, đó là khoảng cách số, khu vực nông thôn bị hạn chế khả năng tiếp cận Internet và dịch vụ số. Một thách thức khác là an ninh mạng. Với sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào công nghệ số, nguy cơ đe dọa mạng và vi phạm dữ liệu cũng tăng lên. Công nghệ phát triển với tốc độ nhanh chóng. Ví dụ như ngay khi chúng tôi đang bàn thảo để nghiên cứu một ứng dụng AI, thì biết đâu đã có một đơn vị khác đang chuẩn bị cho ra mắt nó. Với tiềm năng nhân lực lớn nhưng khởi điểm thấp, Việt Nam nên tập trung cho khâu đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu hơn trong lĩnh vực này. Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất, IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP thực toàn cầu năm 2023 ở mức 3% với nhiều những mảng sáng tối đan xen ở từng khu vực khác nhau. Nền kinh tế của Việt Nam được nhận định đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và tiềm năng phục hồi trong trung hạn là khá tích cực. Sự chủ động, thận trọng nhưng linh hoạt trong điều hành chính sách, ổn định kinh tế, chú trọng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh được xem là nền tảng quan trọng giúp con tàu kinh tế Việt Nam vững vàng vượt qua thử thách. Phần trình bày của tôi xin được khép lại tại đây. Xin được trở lại với biên tập viên Tú Anh. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thục Linh. Và thưa quý vị, phần cuối của bản tin là câu chuyện về xây dựng nông thôn mới.
không còn hộ nghèo, thậm chí nhiều hộ gia đình có trong tay tiền tỷ. Toàn bộ đường giao thông đều được bê tông hóa, ngay cả những con đường trong xóm, trong làng. Đó chỉ là hai trong rất nhiều thay đổi tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ngay từ năm 2015, Đơn Dương là một trong những huyện đầu tiên trên cả nước được công nhận là huyện nông thôn mới. Trong đó, nhiều xã đến nay đã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sự đồng thuận, gắn bó đoàn kết của đồng bào các dân tộc chính là bài học quý trong xây dựng nông thôn mới. Nhà lưới bao bọc quanh ruộng bắp sú, sâu hại bớt đi rất nhiều, năng suất lẫn chất lượng bắp sú hơn hẳn so với trước đây trồng ngoài trời. Việc tưới nước hàng ngày cũng không quá nhọc công như trước. Hệ thống tưới phun sương đỡ đần rất nhiều. Cà đất khá ưng ý với những đầu tư này. Ở xã Ca Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, nhiều gia đình đồng bào thiểu số cũng giống như Ca Đất, giờ đã thay đổi cách canh tác và thay đổi này bắt đầu từ sự hỗ trợ của nhà nước cả về nguồn vốn lẫn kỹ thuật. Người đồng bào thì về kinh tế thì thực sự rất khó khăn, cũng nhờ gọi là sự hỗ trợ của nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội huyện Đơn Dương thì có hỗ trợ cho bà con vay tiền cũng khá khoảng 50 triệu gì đó thì mới đầu tư được. Mỗi sào đất canh tác cho thu nhập 100 triệu đồng mỗi năm giờ đã là chuyện bình thường đối với những nông hộ như Ca Đất. Cuộc sống không còn phải lo thiếu trước hụt sau, ba đứa con nhà Ca Đất không phải lo bỏ dở việc học. Những gì mà Ca Đất trải qua đều được anh chia sẻ với mọi người trong làng. Ở xã Ca Đô, dù là người Kinh, người Chu Ru, người Cờ Ho, người Chiêu, nhưng một khi sống cùng làng, cùng xã, thì người này gắn kết với người kia như lẽ thường tình. Khi thì san sẻ khó khăn, lúc thì hợp tác để cùng giải quyết những chuyện mà một, hai gia đình không thể làm nổi. Tất cả những kế hoạch, những chủ trương là triển khai đến với từng người dân thông qua cái tổ chức mặt trận và các cái đoàn thể, từ đó tạo sự đồng thuận rất là lớn trong nhân dân. Chiều muộn làng mới đông đủ, cũng chính lúc này cán bộ mặt trận có mặt hết nhà này đến nhà khác. Những cuộc trò chuyện dạo chớp nhoáng xong cũng giúp cả làng đồng thuận từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Hàng rào phía trước gia đình Trang Long nếu không tháo dỡ, không hiến một phần đất thì không thể mở rộng đường. Nhờ vậy, hơn 100 km đường giao thông trên địa bàn xã đều được bê tông. Mùa mưa hiện nay, chẳng ai phải lo cảnh sinh lầy. Đất để làm đường thì mở rộng cái giao thông, thuận lợi cho, thứ nhất là thuận lợi cho đi lại, thứ hai là vận chuyển hàng hóa. Năm 2015, mức thu nhập bình quân đầu người ở Ca Đô chỉ là 45 triệu đồng một năm, thì năm ngoái đã lên đến 80 triệu đồng. Chất lượng sống người dân được nâng lên đáng kể khi canh tác được đổi mới, còn hạ tầng vùng nông thôn thì được đầu tư hoàn thiện. Đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng đều ưng ý và đó là kết quả từ sự đồng thuận xây dựng nông thôn mới. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.